Lại nữa, thiện hiện cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh tịnh của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh tịnh của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của quả dự lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Chính cái danh xanh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc Niết Bàn của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc Niết Bàn của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của quả Dự Lưu là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
chính cái danh không của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Chính cái danh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh không của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất không của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất không của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tướng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tướng của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô nguyện của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô nguyện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịch tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịch tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh phi thiện của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh phi thiện của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tội của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tội của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tội của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tội của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu phiền não
của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc Niết Bàn của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc Niết Bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lúc bấy giờ Phật bảo Cụ Thọ Thiện Hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ Thọ Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh của sắc và cái danh của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường vô thường của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường vô thường của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thường hoặc vô thường của sắc, hoặc thường vô thường của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của sắc và cái danh thường vô thường của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh thường hoặc vô thường của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc khổ của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc khổ của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc lạc khổ của sắc hoặc lạc khổ của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của sắc và cái danh lạc khổ của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát?
thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc ngã vô ngã của sắc, hoặc ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của sắc và cái danh ngã vô ngã của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc tịnh bất tịnh của sắc, hoặc tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của sắc và cái danh tịnh bất tịnh của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc không bất không của sắc, hoặc không bất không của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của sắc và cái danh không bất không của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tướng vô tướng của sắc, hoặc hữu tướng vô tướng của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của sắc và cái danh hữu tướng vô tướng của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu nguyện vô nguyện của sắc, hoặc hữu nguyện vô nguyện của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của sắc và cái danh hữu nguyện vô nguyện của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của sắc, hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của sắc và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc viễn ly bất viễn ly của sắc, hoặc viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của sắc và cái danh viễn ly bất viễn ly của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của sắc
chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc hữu vi vô vi của sắc, hoặc hữu vi vô vi của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Cũng là có cái danh hữu vi vô vi của sắc và cái danh hữu vi vô vi của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu lậu vô lậu của sắc, hoặc hữu lậu vô lậu của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của sắc và cái danh hữu lậu vô lậu của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc sanh diệt của sắc, hoặc sanh diệt của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của sắc và cái danh sanh diệt của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh sanh hoặc diệt của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thiện phi thiện của sắc, hoặc thiện phi thiện của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của sắc và cái danh thiện phi thiện của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu tội vô tội của sắc, hoặc hữu tội vô tội của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của sắc và cái danh hữu tội vô tội của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc hữu phiền não vô phiền não của sắc, hoặc hữu phiền não vô phiền não của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của sắc và cái danh hữu phiền não vô phiền não của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thế gian xuất thế gian của sắc, hoặc thế gian xuất thế gian của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của sắc và cái danh thế gian xuất thế gian của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn,
hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của sắc, hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của thọ tưởng hành thức. Rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của sắc và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của sắc là Đại Bồ Tát, chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sắc, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của sắc và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của sắc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của sắc, hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của sắc và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của sắc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sắc chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thọ tưởng hành thức chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của sắc, hoặc khả đắc bất khả đắc của thọ tưởng hành thức, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của sắc và cái danh khả đắc bất khả đắc của thọ tưởng hành thức. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của sắc là Đại Bồ Tát? Chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của thọ tưởng hành thức là Đại Bồ Tát? Hết quyển thứ 23.